Ok. Ủa, khoa học luôn và đã dốt của rồi. Đọc account, tài khoản, account. Browse, browse, lướt, đọc lướt tìm trên mạng. Bully, bully, danh từ kẻ hay bắt nạt người khác, nó cũng là động từ bắt nạt người khác. Bullying nha, bullying, bullying là sự bắt nạt, danh từ. Concentrate, concentrate là gì? Tập trung, động từ tập trung. Connect, động từ kết nối, được chưa? Động từ kết nối. Rồi, sang trang. Nào, qua đây. Đọc tiếp. Craft, đồ nghề thủ công. Craft, craft. Enjoyable, enjoyable, nhấn âm 2. Enjoyable, thú vị, gây hứng thú, đánh từ. Expectation, expectation, nhấn âm 3. Expectation là sự mong đợi. Focus, focus, tính từ, chuyên tâm, tập trung. Forum, forum là diễn đàn. Lock là đăng nhập, lock in đó, lock on, lock in đó. Mature, mature là chín chắn, trưởng thành, tính từ. Giả dụ mai mốt mình chuyển thành chín chắn, trưởng thành mình đi lấy vợ ấy. Mature. Media, media, phương tiện truyền thông. Rồi midterm là gì? Là đi giữa kỳ. Notice, notification, notification, nhóm ông 4 luôn. Notification đó là sự thông báo. Peer, peer, bạn đồng trang lứa. Pressure, pressure, danh từ áp lực. Pressure, mình gặp nhiều cái từ pressure đó. Rồi tiếp theo, schoolwork. Schoolwork là bài vở trên trường. Session là tiết học nhá, session. Rồi stress, sự căng thẳng. Stress là sự căng thẳng. Stressful là tính từ căng thẳng. Upload, upload là tải lên. Ok, đó là từ vựng. Còn sang phần work form, con cần học thuộc cho con nào. Bây giờ cái thằng concentrate nó có hai họ hàng nữa. Đọc concentrate, động từ. Concentration, danh từ. Concentrated, tính từ. Bây giờ ấy, động từ mình gọi là tập trung. Có cái đuôi sần mình gọi là danh từ, là sự tập trung. Và tính từ mình gọi là tập trung. Rồi connect là động từ kết nối. Và cái thằng connect nó có rất nhiều họ hàng. Ví dụ connected nhá, là tính từ có quan hệ họ hàng với. Connection là sự kết nối, danh từ. Connectedness là sự liên hệ, sự liên quan, tính danh từ. Connected là tính từ liên kết. Rồi enjoyable, enjoyable là thú vị, gây hứng thú, tính từ. Và nó có ba thằng họ hàng kèm theo. Enjoy động từ là thích. Enjoyment là danh từ, sự thích thú. Enjoyably nha, enjoyably đó là hứng thú, thú vị, trạng từ. Cứ có cái đuôi ly là trạng từ. Nghe nè, đuôi ly là trạng từ, đuôi bồ là tính từ, đuôi sần là danh từ. Rồi expectation này là danh từ này, sự mong đợi, sự kỳ vọng này. Họ hàng của nó rất nhiều, bốn thằng họ hàng lận. Expect động từ, mong chờ, kỳ vọng. Expectancy là danh từ, sự mong chờ. Expectance cũng là danh từ luôn, là triển vọng. Một cái là sự mong chờ, một cái là triển vọng, khác nhau nhá. Expectant như thế này gọi là có tính mong đợi, tính từ. Họ hàng của thằng này hơi phức tạp, gia đình phức tạp. Rồi qua đây cái từ mature nè. Mature là tính từ, chín chắn, trưởng thành. Mình cũng có từ mature là động từ, làm cho chín chắn, làm cho trưởng thành. Maturity, maturity cũng cái đuôi ti là danh từ, là tính chín chắn, tính trưởng thành. Rồi cái từ cuối cùng của chúng ta đó là từ notify, notification, notification đó là sự thông báo, danh từ. Và nó hai thằng họ hàng thôi. Thằng họ hàng thứ nhất notify là thông báo, chú ý, động từ. Và notify, notifiable, notifiable là tính từ, có thể khai báo, có thể khai báo. Đó là những cái thằng liên quan đến work form.